Cái này không phải là blueberry, nó giống blueberry thôi, nhưng mà nó là Saskatoon, nó ngọt hơn. Blueberry thì phải phải xịt thuốc nhiều, cái này là không có thuốc luôn. Đây, anh Nghi, Thiên An đang say sưa hái blueberry. Quá trời luôn, ngọt không ta? Ngọt thiệt luôn á. Ngọt lắm. Cái ngọt thật á. Nè, để mình hái mình ăn thử cho các bạn xem nè. Ngọt thật á. Ngọt ngay luôn á. Ngọt thiệt mà. Nè. Ngọt cực kỳ. Cái này ngọt dữ ta. Ủa, chưa ăn rồi. Hái cái này đem về nhà các bạn ơi. Nó rất là ngọt luôn. Ngọt mà không có vị chua luôn á. Rồi lại con đưa cái thùng con ơi. Hái mua ủng hộ chủ vườn nè con. Quá trời ngon luôn nè. Raspberry này. Ngày hái với ba đi con. Sao hồi nãy mình thấy mushroom ở dưới sàn vậy? Mushroom. Dạ. Mushroom ở đâu vậy? Ba không biết nữa, lát mình coi sao, bây giờ cứ giờ hái đi. Thì ngang hái phụ ba đi con. Thì ngang mushroom. À. Nhớ cho đèn nha con. Nhớ cho đèn, đèn nha con. Nhiều quá, mày còn nhiều. Còn nhiều lắm. Hái nhiều cái này ngọt quá nè. Sao ăn hết raspberry vậy? Con thích raspberry mà. Không, cái đó để nó chập cái chân chua quá, chập cái chân rồi. Nó nát cái chân rồi, lát này nhiều nó đè lên nè. Con thích mà. Lát mà tìm thì con. Còn được hai trái đỏ. Còn hai trái đỏ cái không ạ? Đỏ. Cái đó đỏ, cái đó đỏ. Cái đó đỏ. Hey. Cái trái đen á. Trái đỏ là. Đừng có giục vậy con. Ra mà. Ừ, ai còn để cái mặt nhìn. Cái này cắm đỏ luôn. Chứ mà hái lại chứ. Hái này lâu rồi nha, tại đây nhiều quá. Trong kia cũng có rồi kìa. Quá nhiều luôn. Ta đi cái này, ta không hái đây, ta bỏ gì trong đó. Nguyên một chùm luôn. Đã quá. Đã quá các bạn ơi. Wow, hái đã luôn. Đây con chỉ phải nổi này được không? Đây. Con chỉ phải nổi này mà. Đó đỏ. Con này đỏ. Ba này, bốn này. Có nhiều quá. Nhiều đỏ. Bỏ vô cái thùng. Để đi con chỉ mà nổi này. Ừ, trời luôn. Cho lấy thì chỉ nữa. Để lên. Ok. Cứ lấy cái thùng đi hoài. Thì ngang cứ lấy cái thùng đi khoe bà nội hoài nè cô chú. Mình đi vô trong nữa. Ở đây mình thấy đa phần là trồng blueberry. Cũng có những cái loại rau củ quả khác nhưng mà ít hơn các bạn. Nhưng mà có thì chủ vườn á, người ta hái, người ta đem vô phía trước nhà người ta trồng. Ý là người ta bán chứ mình nói lộn là trồng. À. Thiên An với ba, Thiên An ở phía sau mình đó. Mình rất là thích đi vườn. Đi vô đây cảm giác rất là thoải mái luôn. Nó mát. Nó ngọt, dễ sợ ngọt luôn á. Ngọt thiệt ngọt luôn.
Mời các bạn ăn nè. Wow. Bên kia là nhà cửa người ta mới xây dựng lên, người ta đang bán á các bạn. Nhà vẫn còn mới, những cái condo rồi single home. Cũng có người đi pick giống mình nè. Nè con, ra. Rồi quá trời nhiều luôn. Má hái nguyên một nắm luôn nè. Quá trời nhiều ở đây, ở đây. Đây, đây, đưa cho má con nguyên cái thùng coi. Ở đây thôi, đứng đây. Đứng đó, đứng đó. Quá đây, trời luôn. Má nè con. Cái này chuẩn bị nặng quá. Quá, nãy giờ cái này đúng không hết. Nhiều quá đi. Đá thiệt á chứ. Mấy chất đen đen nữa nè. Nó ngọt kinh khủng không sao? Nó chùm nước đen nè. Ngọt quá trời ngọt luôn á. Cái giống này trời ngọt quá. Ba nhìn. Nãy giờ nói cái câu ngọt không biết bao nhiêu lần. Cái này được cái này quá rồi. Này quá rồi. Hả? Đen tí con, cái này còn đỏ lắm. Cũng ăn được nhưng mà còn đỏ. Nè Thiên An, bỏ vô con. Hồi ra coi có rau củ gì đó không ta? Mua ủng hộ. Nhìn nước chảy máu trong con. Ừ. Chảy máu. Sao cái ít đỏ đỏ nhiều vậy? Nó cứ chùm chùm như chùm nho vậy. Đây là có. Đúng rồi. Trời ơi. Khổ quá. Tôi rớt ra hoài rồi. Hái uổng của ta không ơi. Ba của Thiên An đang hăng say hái blueberry. Quá nhiều rồi. Mấy cái đen đen này nè, chùm 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 không đó. Quá trời. Nhìn nè các bạn. Nhìn đã dễ sợ. Nãy giờ bà xã nói cái câu đã với ngon không biết bao nhiêu lần rồi không xã. Thật sự là vậy luôn mà. Mê luôn á. Thấy mê luôn á. Mê nhất là nó ngọt. Ngon lắm, nó chua. Đúng rồi, nó ngọt. Có nhiều là lúc mình mua cái này ở ngoài á. Nó ngọt ngọt chua chua. Còn cái này là nó ngọt không rồi, nó không có chua luôn á. Ở ngoài á, nhiều lúc á, nó có ngọt ngọt chua chua. Còn này nó chết đường lại luôn. Cái này là ngọt ngay luôn. Quá thì nhiều, mình hái hoài, mua đúng một chỗ hái hoài. Thôi giờ mình tạm thời dừng video để hái phụ ông xã mình nha. Rồi hồi đem ra ngoài cân ký. Cho ai bứt một cái cho nó mấy đồng. Bà đâu biết. Đây mình hái nha. 10 1 cent. Chà. Ít không? Ít quá. Đây.
vẫn còn đỏ. Mình hái trái đen. Tại vì trái đỏ thì nó chưa có chín lắm á, nó sẽ không có ngọt bằng trái đen. Trái đen á nó ngọt hơn. Thấy mê luôn á. Cái đỏ quá vậy. Cái này nhiều đỏ, nhiều đỏ thiệt. Trái quằn cây luôn, nhìn thấy mê luôn. Ai làm vậy? Cái này đỏ thiệt. Ủa? Nãy mình đi mình lội ruộng nè các bạn. Nè. Xin không? Để dài cái này về rửa mệt luôn. Nè. Xin đất không à. Mấy nhỏ ba, mấy nhỏ ăn được không? Được không? Ăn đi. Yummy. Ngọt quá. Này con bỏ vô con. À, nhìn. Đẹp quá. Bông dạ, bông dại á con, mảnh đẹp vậy đó. Bông cỏ thôi. Má nãy giờ đợi lâu lắm rồi không sao. Đây. Được gần nửa thùng rồi. Đây. Bỏ má, bỏ bông trong đây cho đẹp được không má? Bỏ bông ở trong đây cho đẹp được không? Con muốn bỏ, con bỏ đây bỏ bông. Nửa thùng, gần nửa thùng rồi các bạn. Đi nha. Má. Ê, chỗ cái cây này thấp nè. Má nhìn, con bỏ bông ở trong bao nó cho đẹp được không? Cây này thấp mà trái cũng nhiều nữa nè. Đây. Thành quả là nãy giờ mình với ông xã mình với Thiên Hàng hái nè các bạn. Mà chủ yếu là mình với lại ông xã mình hái đầy nhóc thùng luôn. Hồi nãy chủ vườn nói nguyên một thùng vậy là khoảng 20 mấy đồng á, 20 mấy đô. Bây giờ đi ra ngoài nha. Đeo ra ngoài coi chủ vườn lấy bao nhiêu tiền. Ok, đi ra thôi. Mũi quá trời mũi luôn. Hồi nãy giờ mình với ông xã mình hái mà nó bu đầy tay đầy chân hết trơn. Bây giờ đi vô. Đi vô con. Vô thêm coi có cái củ rau củ quả gì nữa không ha. Mua ủng hộ. Cái hành lá nè. Wow, hành bự nè ông xã. Đúng ra là cái hành lá này nó củ. Cái củ không? Đúng rồi. Củ. Củ à. Đó. Anh này để lấy củ nè. Hành tím á. Phải hành tím không mà cái lá này ăn được không? Được chứ. Nhưng mà người ta làm vậy người ta đâu có lấy hành lá không? Ta lấy chủ yếu là củ thôi. Đậu nè. Đậu nó đang leo quá không sao? Cái leo đậu nè. Xà lách nè. Còn ở trong kia là cần tây. Phải không sao? Cần tây đó. Giống cần tây nhưng mà có thể cần tây mình giống cực. Cà rốt đó ta. Không phải cà rốt đâu, cần đó. Cần tay á. Ông chủ đang lặt củ hành. Đây là chủ vườn á các bạn. This is Saskatoon. Cái đó là Saskatoon các bạn ơi chứ không phải blueberry. This is Saskatoon. You Google Saskatoon all over. That's okay. You can go all over as well. How long before you can 4 years. 4 years. Yeah. Okay, so I come here next year on June to get a little plan and I can put it out. See, you remember, otherwise I say no. Perfect. Yeah. Tính tiền đem sao? Yeah. We are buying anything else or?
She take a video. If I say something about a bed, then goodbye, yeah. Mario. Yeah. And then the pail of Saskatoons? Yeah. Okay, so $12 Japan said 22. Yeah. This $12? Yes. Oh, this $12. Yeah. $1 more. Bao nhiêu ra? Cái này 12 đồng ha. 12 đồng đầy luôn hả? 12 đồng. Cái này không phải là blueberry, nó giống blueberry thôi, nhưng mà nó Saskatoon. Nó ngọt hơn. Blueberry thì phải phải xịt thuốc nhiều. Cái này là không có thuốc luôn. Yeah, giống nhau ngọt hơn nhiều. Saskatoon, Saskatoon. Go Google. Okay. Không cần biết cái đó là Saskatoon, cô hỏi bên đó nghe. Okay, yeah, put it in a bag for you. Là đứng bên đó đó. Famous Saskatoon pie. Yeah. And then baby Tom Robert, he got the restaurant, he got the wild buffalo. Ra xe lấy cái thùng đi con. Cái ngang mở cửa tù, cửa xe lấy cái thùng đi con. Last year. À, mua honey hả con? Mật ong á hả? Bà nội mua á hả? Raspberry. Cũng có trái luôn rồi các bạn ơi. Nhưng mà raspberry thì nó hơi chua chua. Cũng có nhiều táo lắm. Nhưng mà táo thì chưa chín. Mình hái thử trái nha. Nó còn sống. Còn sống cho nên chua lè chua lét à. Thôi bây giờ cả nhà mình ra về các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của tụi mình nha. Nếu mà các bạn thích á, nhớ nhấn like rồi đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Hẹn các bạn video sau. Bye bye. Dùng cái này là một cái em trên, nhưng mà sau đó là sau một phim đó là sau cái nhà đó là của Lê Đức rồi đó. Nó gọi cho thằng Văn mà. Ai biết nó gọi chưa đó. Phải có mua xoài không chứ vậy. Nãy nghe nó gọi bà cái phone mà sao mà bắt được. Cái này là YouTube gần nhất rồi đó. Em tranh là YouTube gần nhất rồi đó rồi đó. Được, mấy người này rất là friendly, rất là thân thiện. Rất là thân thiện đó. Nói cho nó rồi, rồi không bắt được nha. Họ mua miếng rau kia, nó đâu mua lấy tạm chi. Dạ. Nếu mà chạy cái đường highway nãy, mà chạy đường highway